Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cô lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền nai qua sông điều hò mênh mông. Lô một hò. Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoài Aru nhé. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay đầu tháng 1 thì Hoan Hỷ lần đầu tiên chúc tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc một sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió các bác nhé. Chúc tất cả gia đình tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe. Và ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em Hoài Aru sẽ có lên tất cả video cho các bác một dòng sản phẩm, đó là những chiếc cốt server sử dụng 4.800 ao, đúng không ạ? Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ mùng 1 đầu tháng sẽ giảm giá tất cả các bác nhé, kể cả những chiếc vang số X12, những bộ mic ETC sẽ một mức giá đầu tháng rất tốt tất cả các anh em nhé. Và đây là những thiết bị xử lý chuyên nghiệp, thiết bị xử lý âm thanh chuyên nghiệp của những dòng cốt server các bác nhé. Nó có tác dụng gì trong hệ thống karaoke, phòng bắp này, ba này và anh em sự kiện này, ok chưa? Nếu trong gia đình tất cả các bác chơi những cấu hình như sau: loa full 30, loa surround, loa center, sub, thì các bác có một con cốt server vào, nó sẽ làm thiết bị xử lý âm thanh quan trọng nhất trong cái giảng của các bác, ok chưa? Nó làm hệ thống chia quay giữa loa full, loa sub, loa center, từng chiếc loa một sẽ chia quay các bác nhá, cắt giải tần số và làm hệ thống làm sao ạ, đồng pha delay, căn chỉnh delay đồng pha giữa loa full và loa sub làm sao cho hệ thống các bác đồng pha thì nó mới hiệu quả được các bác nhá. Thì nó có tác dụng gì thì ngày hôm nay em sẽ đi sâu và nghiên cứu tất cả các bác và giới thiệu chi tiết các bác là những chiếc cốt server, ok chưa? Thì đầu video mùng 1 đầu tháng Hoan Hỷ, các bác ủng hộ cho em xin một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nút đỏ phía dưới giúp em, và các bác nên xem video các bác đừng tua nhá, và em sẽ dạy chi tiết những chiếc cốt server này nó có tác dụng gì ở trong dàn karaoke, ví dụ là kẹo kéo, bắp ba ấy, và âm thanh của anh em làm sự kiện đám cưới, ok chưa? Thì em giới thiệu ngày hôm nay em sẽ đầu tháng em sẽ bán rẻ một con vang số X12 trước các bác nhá. Đây là một con vang số X12 Plus bãi các bác nhá. Đây là X12 Plus bãi, được chưa nào? Thì tình trạng ngày hôm nay con X12 Plus bãi này tất cả đẹp hết các bác nhá. Có mỗi cái lúm này nó hơi bị xước nhẹ một xíu thôi. Nếu bác nào không quan trọng quá hình thức thì em sẽ bán rẻ ngày hôm nay. Con này sử dụng chip Unlock Device 21489, chip của Mỹ anh em nhá, giải mã AKM. Và con này sử dụng cổng quang các bác nhá. 6 ao chỉnh dây độc lập. Tất cả dòng X12 nó là dây nguồn điện các bác nhá. X12 Plus bãi sử dụng hai nguồn. Con này thì trước em đang bán với giá 3.8 triệu, thì ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em giải thích cái tình trạng nó như vậy, và em sẽ phân bổ và chia sẻ tất cả các bác kinh nghiệm về giữa vang đối với cả cốt các bác nhá. Ok chưa? Con này thì tình trạng các bác nhìn nhớ này, nó hơi vận do vận chuyển thì nó hơi bị sức một tí thì em sẽ bán rẻ đi các bác nhá. Ngày hôm nay chiếc vang số X12 này em sẽ bán mùng 1 cho tất cả anh em là một mức giá là 3.500.000 với em bao ship nhá. 3.500.000 em bao ship và tặng các bác dây kết nối đầy đủ luôn. Tặng các bác dây một dây quang đi kèm luôn, các bác nhá. Đây ạ. Một chiếc dây quang sẽ đi kèm các bác luôn. Đấy, được chưa? Một chiếc dây quang sẽ đi kèm các bác một chiếc vang này. 3.500.000 các bác rẻ hơn được 300.000 rồi, đúng không? Chạy chip iLock Device 2489, đấy, chip của Mỹ và chip giải mã AKM. Các bác nhìn linh kiện chất lượng của vang X12 và lớp bãi xịn, nó cam kết các bác hàng xịn luôn nhá. Tình trạng nó hơi bị sơ sát một chút thì ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng thì Hoan Hỷ em muốn Hoan Hỷ sẽ bán rẻ các bác một chút, đó là 3.500.000. Em đã bán rẻ rồi các bác nhá. 3.500.000, bác nào chốt con vang X12 này nhắn tin cho em qua số điện thoại 0352 910999 các bác nhá. Và ok, tiếp theo sản phẩm tiếp theo và em sẽ chia sẻ các bác, hiện tại em đang đấu nối ghép nối như sau ạ. Em đang sử dụng đây, tất cả em đang có hai mẫu là cốt server 4.800 ao của hãng Sia các bác nhá. Sia rất nổi tiếng của nhạc Việt rồi, các bác nhá. Được chưa nào? Một hãng Sia rất nổi tiếng. Con này là DB48 thì con này sử dụng là 4 in, đấy, 4 in và 8 ao. Chỉnh riêng một lập thì con này nó tại sao nó làm hệ thống riêng biệt dành riêng cho anh em làm sự kiện đám cưới này, sự kiện ngoài trời này, bắp ba và ví dụ như là karaoke gia đình. Ok chưa? Thì em giới chuyên sâu một chút các bác nhá. 4 in nó là gì? Nó là master. Master 4 in sử dụng 4 in, 4 in đường vào riêng. Đó. Và 8 ao sử dụng đường xuất ra đường 8 ao riêng. 8 ao chỉnh riêng độc lập riêng. Thì ví dụ em giới thiệu các bác một chút này. Con kinh 1, kinh 2 thì em sẽ đấu là loa full. Đấy, loa full mặt. Đấy, 3, 4 có thể là loa surround. Đấy. Và kinh 5 có thể là loa center.
King 6 là có thể là loa súp. Đấy, và còn 78 thì nếu như các bác có thể là loa monitor. Các bác hiểu rõ nhá, nếu mà âm thanh ngoài trời và âm thanh ở trong bắp 3, loa center khác và monitor khác, đó là phân biệt rõ ràng các bác nhá. Rất nhiều bác vẫn hiểu nhầm sai vấn đề là monitor và center nó là một, nhưng không phải đâu các bác nhá. Giải thích các bác là âm thanh các bác nhá, trong một hệ thống âm thanh gồm có loa mặt, ví dụ như là loa full, refrigerator, đó là đánh center, ok chưa? Và loa center nó là loa đánh mặt các bác nhá. Center là hỗ trợ không gian ở giữa, nó phủ đánh mặt để cho nó đầy đặn các bác nhá. Còn loa monitor là sẽ dành riêng cho ca sĩ hoặc ban nhạc hoặc nhạc cụ, thì đó là gọi là monitor, chứ không phải là monitor và center là một. Các bác hiểu nhầm sai vấn đề đó nhá. Tại vì sao nó phải sinh ra cái monitor khác và center khác và loa mặt khác, loa súp khác đó, ok chưa? Loa monitor hay nó còn gọi là loa kiểm âm các bác nhá, hay gọi là loa kiểm âm, dành riêng cho anh em làm sao ạ, sử dụng ca sĩ này, tiếng vocal cho ca sĩ này, dành độc lập cho ca sĩ này, ben nhạc này, từng nhạc cụ một này, ok chưa? Và loa center, center nó là loa hỗ trợ mặt đánh mạch, đánh mặt. Ví dụ một không gian, một show ngoài trời, các bác đánh có thể là loa full, các bác treo hai bên, ok chưa? Thì các bác sử dụng red fly ở kinh 1, kinh 2. Và loa center, không gian sân khấu nó quá rộng, các bác để loa center ở giữa, các bác sử dụng loa center. Center là đánh mono, center là đánh mono, monitor đánh mono và sub là đánh mono các bác nhá. Thì loa center các bác đặt ở giữa, các bác cắm một cổng 3, cổng 4 có thể là loa monitor, cổng 5 có thể là sub. Đó. Thì tại sao nó lại phân bổ dành riêng cho 4 in như thế này? Nó sử dụng, giải thích các bác, nó là sử dụng là master riêng. Kinh A, kinh B thì nó có thể là đánh cho tất cả 8 ao này được, nhưng chúng ta muốn làm hệ thống riêng biệt để cho nó, chúng ta quản lý cái chất, cái sao tiếng của từng cái những cái loa monitor, loa full, loa sub, từng cái làm hệ thống riêng biệt để chúng ta có thể làm sao ạ, quản lý được dễ rõ ràng và nó chất lượng, tức là nó đạt hiệu quả. Thì ví dụ kinh A, kinh B thì các bác có thể đánh loa mặt, loa red fry đó. Kinh C thì các bác sẽ làm gì ạ? Kinh C các bác có thể là làm loa center hoặc là loa monitor các bác nhá. Nếu như chúng ta sử dụng bàn số thì các bác có thể là monitor cắm trực tiếp vào bàn, còn loa center các bác có thể đánh vào kinh C này. Và kinh D nó là sử dụng súp riêng biệt, thì khi chúng ta sử dụng là mic nó sẽ không bị lọt tiếng súp xuống súp. Thì có muốn tức là chúng ta có muốn cho súp tiếng mic qua súp hay không, gửi mic nâu hay không thì nó là do mình các bác nhá. Đó là hệ thống master in riêng đấy, và đây là hệ thống out riêng, ok chưa? Và nếu như trong dàn máy sự kiện đấy, bắp 3 và anh em nào đám cưới, thì cái con cốt này nó là cái dạng là cái con tim, nó là quan trọng nhất ở trong dàn máy của tất cả bác. Nó muốn đạt hiệu quả hay không? Ví dụ như cái con DB này em đang bán rất nhiều rồi đấy, CD4.8 sử dụng 4 in và 8 out đó, phiên bản CD4.8 của CPL Cố Tích, được chưa nào? Thì ngày hôm nay em có 2 con 4 in 8 out của Sear đấy, được chưa nào? Và con DB 4 in 8 out và một con LTL Cố Tích. Thì con LTL Cố Tích này nó là chạy chip analog 2489, ok chưa? Và hai con Sear này cũng vậy. Riêng cái bốn con cái con customer này các bác có thể là đấu, nếu gia đình các bác chơi gia đình nhá. Các bác nếu chơi gia đình thì các bác có thể sử dụng 4 in riêng. Đấy. Thì ví dụ như đằng sau đây, các bác nhìn đằng sau đây. Đó, đây là cổng left fly, thì em sẽ cắm vào cổng in AB. Đấy, cổng 3 là cổng center, thì em cắm sẽ vào cổng C của cốt, và cổng 4 là cổng sub, thì em sẽ cắm vào cổng D. Thì em sẽ sử dụng như thế này. Loa center riêng, loa monitor riêng, loa center riêng, loa red fly riêng và sub riêng. Như vậy chúng ta sẽ quản lý ở trực tiếp ở trên vang, ok chưa? Và tín hiệu karaoke gia đình, bác nào nhiều bác hỏi mấy, nhiều bác đặt ra câu hỏi vấn đề là có vang số rồi sử dụng code server vào thì nó làm sao mà hay được bằng vang số được. Các bác nhầm vấn đề đó. Bình thường một chiếc vang số này nó cũng thể là chia way. Ví dụ như red fly, như con vang số X12 này nó làm 6 ao độc lập. Chúng ta có thể chia way red fly, cắt giải tần số loa phone, loa center, loa monitor hoặc loa sub riêng biệt, ok. Nhưng một con nó sẽ làm rất nhiều nhiệm vụ. Nếu chúng ta có điều kiện các bác nhé, nếu có điều kiện chúng ta nâng cấp thêm một con cốt vào nữa thì dàn máy nó sẽ phải nâng giá trị lên cao rất nhiều. Chứ nhiều bác không biết về cốt, nhiều bác bảo là lắp con này vào hay làm sao mà vang số được, không phải đâu, đấy là bác chưa biết về âm thanh. Cái trường hợp như này, nếu các bác trong tầm kinh tế có vừa phải, các bác chơi mua một con vang số, nó sẽ có hệ thống out chỉnh riêng độc lập thì nó sẽ làm hệ thống tốt hơn. Là dùng đã là ok rồi.
Nhưng khi các bác có điều kiện các bác nâng cấp một con cốt nên cũng là công nghệ âm thanh và công nghệ âm thanh số. Mỗi một cái nó, mỗi một năm nó sẽ nâng tầm một giá trị cao lên mới và một cách chơi mới. Thì chúng ta có thể là nếu có điều kiện chúng ta nâng cấp một con cốt vào trong một dàn karaoke. Nó phải hiệu quả hơn rất nhiều so với cái chiếc vang này chứ, đúng không? Chứ nhiều bác bảo là lắp vang đã ok rồi, lắp cốt vào làm gì có tác dụng gì, không phải đâu các bác nhá. Nó là cái thiết bị chính. Nó thiết bị chính là thiết bị xử lý âm thanh. Hệ thống chia quay riêng biệt, đúng không? Căn chỉnh delay đồng pha từng chiếc loa một để làm sao đồng pha một hệ thống dàn loa các bác. Thì khi nghe chúng ta nghe đồng bộ lên nghe rất là ok luôn. Ok chưa? Thì bác nào cảm thấy những cái sự chia sẻ này ok thì cảm thấy hay, ủng hộ xin một like nhá. Ok chưa? Và chiếc crossover của DB-CD48 này bên em đang bán với tất cả anh em là giá 9,5 triệu nhá. Là bao setup tất cả anh em. Ok. Và chiếc Corsair này là 4.8 ao. Đấy, hàng bãi bọn em đang bán với tất cả cho anh em là mức giá là 8 triệu. Đó, Corsair này, tất cả là con này là sử dụng nguồn auto, nguồn xung, nguồn auto vôn hết anh em nhá. Còn vang X12 thì em đang bán cho tất cả anh em là với mức giá 3,5 triệu. Đây em test thử một đoạn nhạc cho các bác nghe nhá. Nghe chất âm qua cốt nghe nó khác nhau hoàn toàn luôn các bác nhá. Đấy là ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tất cả các bác cái chất lượng âm thanh và cách chơi âm thanh công nghệ số đời mới. Đó, bác nào cảm thấy đúng thì ủng hộ xin một like, chứ nó sinh ra thiết bị âm thanh không thể thừa được. Đây em đang xử lý qua crossover nhá, anh em nhá, con DB này. Em đang đánh một đôi loa ETC này. Chưa? Các bác nghe chưa? Người nghệ sĩ ok chưa? Tiếng âm dấu che niềm đắng cay. Nghe khác nhau hoàn toàn luôn. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đầu đêm mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tiếng. Đó, khi là các bác sử dụng qua vang và cốt, đúng không ạ? Thì bác nào muốn trải nghiệm và các bác muốn có thể muốn đắt em lắp đặt setup tại nhà, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em ở Hoa Alo qua số điện thoại 0352 9109 nhá. Và mic ETC thì bên em vẫn đang bán là với bao nhiêu ạ? Giá 2,8 triệu tặng các bác pin sạc luôn. Thì mùng 1 hoan hỉ, các bác ủng hộ cho em xin một like. Và đặc biệt em có mức giá ăn báo tất cả các bác rồi. Bác nào cần những sản phẩm nào liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Xin chào tất cả anh em nhá.